Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi tối ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023. Như các bạn đã biết thì uh, buổi chiều ngày hôm nay một cái thông tin lan truyền cực kỳ nhanh, đó là câu chuyện của Bùi Tiến Dũng sẽ lên với Hoàng Gia Lai của Bù Đức và người ta cũng đã tiếp cận dưới góc uh, câu chuyện này dưới rất là nhiều góc độ. Và ngày hôm nay thì uh, Minh Hải xin phép là cũng sẽ chia sẻ với những cái thông tin mà mình có. Còn đương nhiên là cái câu chuyện mà để có một bản hợp đồng được ký kết thì nó không hề đơn giản như vậy không phải là bộ Đức cứ quyết là được, không phải câu lạc bộ Công an Hà Nội cứ gật đầu là xong, mà ở đây nó là hợp đồng ba bên, tức là câu lạc bộ đến, câu lạc bộ đi và cá nhân cầu thủ, và mình phải nói luôn với các bạn là trong tất cả các bản hợp đồng mà các cầu thủ ký thì bao giờ cũng thế họ phải có cái quyền quyết định tương lai của mình, nếu họ không muốn thì không ai có thể đưa họ đi đâu được. Và mình còn chia sẻ với các bạn rất là nhiều những thông tin nữa liên quan đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang có rất là nhiều những cái tín hiệu vui. À, họ đã giải ngân một loạt những cái khoản tiền nợ đối với các cầu thủ bao gồm cả tiền uh, lót tay đó và trong những ngày này thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh các cầu thủ rất là vui cho dù là chưa được trả hết nhưng mà họ cũng cảm thấy uh, phần nào đó uh, những cái uh, tiếng kêu của họ cũng đã được đáp lại và đây cũng chính là một trong những cái lời hứa để tạo ra một cái nền tảng niềm tin tốt hơn để câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng đến những cái mục tiêu cao và cũng xin thưa với các bạn luôn là huấn luyện viên Manu Pulkin hiện nay vẫn chưa có bất cứ một cái à, gọi là một cái tín hiệu nào là sẽ gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và theo thông tin mà mình cập nhật vào chiều ngày hôm nay thì huấn luyện viên Trung Hà Sông vẫn đang là sự lựa chọn số 1 và họ không câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không còn xúc tiến với thể huấn luyện Park Hang Seo và huấn luyện viên Lee Jin như những gì mình đã cập nhật với các bạn vào buổi trưa ngày hôm nay. Và cách đây à, 4 giờ đồng hồ thì anh Michel Donato Fersini, đó là người đại diện của Quang Hải cũng đã có một cái dòng tin để khẳng định rằng anh nói là tôi đã đọc được ở rất nhiều nơi rằng Quang Hải đang được tư vấn bởi bác sĩ của Paris Saint-Germain nhưng mà tôi có thể khẳng định rằng đây là thông tin không đúng và tất cả và ngoài ra và ngoài ra thì tất cả những em được gửi đều được gửi từ tôi đến những bác sĩ chuyên về thể thao tại Thụy Sĩ Đấy, để kiểm tra Đấy, và tôi uh, khẳng định luôn với các bạn là quang hải bây giờ đã hoàn toàn bình phục để sẵn sàng phục vụ cho cái kế hoạch của huấn luyện viên trưởng thì mình cũng xin được chia sẻ với các bạn là đây là một cái thông tin mà thời gian vừa rồi mọi người cũng nói khá là nhiều bản thân mình thì cũng đã từng chia sẻ với các bạn một lần là theo như cái thông tin tức là đây nó chỉ là một cái thông tin gọi là cái thông tin bên lề thôi tức là huấn uh, luyện viên philippe chouc là người có mối quan hệ khá là tốt với các chuyên gia ở pháp và bản thân của ông chính là bác sĩ của Paris Saint-Germain. Nhưng mà mình cho rằng là đây có thể là một cái thông tin mà, mà mà tức là ông ấy muốn làm mà ông chưa làm. Đấy, chứ còn thực ra thì khi mà lên đội tuyển quốc gia rồi thì các bạn cũng biết tức là ở câu lạc bộ thì cầu thủ cũng có cái trách nhiệm để tự bảo vệ cái sức khỏe của mình, nhưng mà câu lạc bộ sẽ là gần như là phụ trách chính. Còn khi lên đội tuyển quốc gia thì liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ là người phụ trách toàn bộ. Cho nên mình nghĩ là có thể là quang hải đã có những cái có những cái phim và hoặc là liên đoàn có thể đưa quang hải đi chụp phim và họ gửi đi theo kênh của cá nhân họ thì cái này cũng là cái chuyện bình thường thôi càng nhiều người chăm sóc cho các cầu thủ thì càng tốt bây giờ thì mình xin phép là chia sẻ với các bạn cái câu chuyện mà hiện nay mọi người đang bàn tán rất là nhiều là bùi tiến dũng có lên với hoàng Anh gia Lai hay không mình nhấn mạnh với các bạn nhé là trong cái câu chuyện này khi mà một cầu thủ vẫn còn hợp đồng với câu lạc bộ mà họ muốn chuyển đến một câu lạc bộ nào đấy thì đồng loạt phải có được đồng thời là ba ba chữ ký tức là ba lời đồng ý một là câu lạc bộ chủ quản của họ là họ đồng ý cho cầu thủ này đi thứ hai là câu lạc bộ đến là họ đồng ý tiếp nhận và cái thứ ba rất quan trọng đấy là cầu thủ phải đồng ý cho nên mình nói là nếu như à, bùi tiến giúp đồng ý lên gia lai thì bạn ấy mới di chuyển còn bây giờ bầu đức yêu cầu thậm chí là câu lạc bộ công hà nội đồng ý thì cũng chưa ăn thua gì và đây chính là cái nội dung vào ngày hôm qua ngày 30 tháng 11 năm 2023 thì uh, lãnh đạo của ngân hàng liên việt postbank đã lên trung tâm hàm rồng để xem đội hoàng gia lai tập và ở trong buổi này thì liên việt postbank cũng đã có những phần quà tặng đó là tặng thưởng cho các cầu thủ cho toàn đội bóng là 300 triệu và các cán bộ công nhân viên là 400 triệu và thời gian vừa rồi thì theo thông tin mình biết thì đây là lần thứ hai lãnh đạo của liên việt postbank lên gia lai và lần trước họ lên là họ để thị sát lại tất cả mọi thứ lập báo cáo và lập kế hoạch để chuẩn bị à, hướng đến những cái à, xây dựng cơ bản hướng đến những cái chiến lược và theo như những cái gì mình biết thì câu lạc bộ Hoàng gia lai rất là mong muốn là sẽ mượn một vài những vị trí mà còn thừa ở câu lạc bộ à, công an hà nội vì các bạn bây giờ các bạn nhìn thấy rất là rõ vị trí hậu vệ biên phải bây giờ của câu lạc bộ công an hà nội là có ít nhất 3 cầu thủ giỏi đó là hồ tấn tài đó là vũ văn thanh và đó là hồ văn cường Đấy, cho nên là kiểu gì thì kiểu câu lạc bộ họ hoài Gia Lai họ cũng sẽ nhìn thấy những cái uh, sự gọi là thừa về mặt nhân sự họ mượn và mình biết là câu lạc bộ họ sẽ mượn những người mà có yếu tố Hoàng Gia Lai ví dụ Lê Phạm Thành Long ví dụ Vũ Văn Thanh đó ngoài ra thì họ còn cần những cái vị trí ví dụ như ngoại binh chẳng hạn Đấy, nếu như trong trường hợp mà cơ lộc bộ, uh, câu lạc bộ Câu lạc Hà Nội lại mua được một ngoại binh rất là giỏi thì họ có thể lấy những ngoại binh khác và các bạn cũng đã biết là John Clay lẽ ra là về với câu lạc bộ uh, uh, Sông Nghệ An nhưng cuối cùng đã rẽ lên Gia Lai là vì thế Nhưng đây mới chỉ là những cái dự định nữa nha các bạn nhé Đây mới là chỉ là những cái thông tin chưa chưa được xác nhận Đó, bởi vì sao? Bởi vì là ngay cả khi uh, Hoài Gia Lai họ cần, họ muốn Thì bên phía công an Hà Nội họ về họ cũng phải bàn bạc với nhau Huấn luyện viên đồng ý, cầu thủ đồng ý Thì lúc đấy mọi thứ nó mới diễn ra được Và mình nghĩ là cái câu chuyện này nó cũng không hề đơn giản còn riêng về trường hợp của Bùi Tiến Dũng thì mình tin là cần thiết Bởi vì là các bạn cũng biết rồi là lẽ ra mùa cuối mùa trước là Bùi Tiến Dũng sẽ về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà rất là tiếc là vì Patrick Lê Giang lại không nhập quốc tịch kịp. Cho nên là câu lạc bộ Công an Hà Nội không thể giữ hai cầu thủ Việt Kiều không quốc tịch. Chính bởi vì thế như là Bùi Tiến Dũng không đi được. Bùi Tiến Dũng lại phải ở lại và Patrick Lê Giang lại vào Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau khi kết thúc mùa giải năm 2023, bước sang mùa 2023-2024 thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lại muốn mượn Patrick Lê Giang chứ không muốn lấy À, Bùi Tiến Dũng Và các bạn biết là trong suốt thời gian vừa rồi thì Dũng cũng không được thi đấu Thực sự là đây cũng là một điều rất là tiếc nuối à, Một cầu thủ vẫn còn khá là trẻ Với một vị trí thủ môn thì mình nghĩ là vẫn là rất là trẻ Sinh năm 1997 bạn ấy hoàn toàn có thể vào Gia Lai để có thể à, khôi phục lại Bởi vì các bạn biết là bây giờ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì Nói thẳng luôn là vị trí thủ môn sau khi mà Huỳnh Tuấn Linh đi thì cũng không còn một cái cá nhân nào đủ tầm đúng không ạ à, chúng ta thấy là Trung Kiên thì cũng còn khá là trẻ Đấy, Phan Đình Vũ Hải thì các bạn biết là bạn ấy về đấy cũng với tư cách là thủ môn số 2, số 3 thôi Thì mình nghĩ là Bùi Tiến Dũng về đấy là khả năng cao là sẽ có vị trí chính thức Và nếu mà có vị trí chính thức nữa thì tuyệt vời quá, đúng không ạ? Thì bạn ấy có thể sẽ có được những điều tuyệt vời Thực ra là còn có thêm một cái thông tin nữa mà mình đã từng chia sẻ với các bạn Là câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ tư vấn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội để xây dựng cái cái uh, kế hoạch về chuyên môn. Bởi vì là cơ bộ công an nội tới đây sẽ xây cái uh, học viện và họ sẽ xây học viện cái thiết kế, cái thiết kế dụ nhà cửa như thế nào, sân tập như thế nào. Cái thiết kế của họ thì là theo mô hình của PVF. Nhưng mà cái giáo án để tập luyện ấy, về nội dung ấy thì là sẽ lấy của Hoàng Gia Lai. Cho nên mình nghĩ là buổi uh, ngày hôm qua thì anh Trần Tiến Đại có đi cùng thì mình nghĩ là nó cũng sẽ nằm trong cái nằm trong cái nội dung đó ngày hôm qua thì có rất là nhiều người hỏi mình sẽ là có phải là anh Trần Tiến Đại sẽ về để làm cho Hoàng Anh lại hay không thì mình có kiểm tra bên Công an Hà Nội thì không anh Trần Tiến Đại hiện nay vẫn đang là giáo đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Công an Hà Nội về lời đề nghị của Bầu Đức nếu có về việc là lấy Bùi Tiến Dục, Vũ Văn Thanh hay là trường hợp của Lê Phạm Thành Long một số cầu thủ khác thì mình phải nói luôn là phải thông qua rất là nhiều người thông qua chủ tịch, thông qua huấn luyện viên trưởng và thông qua cả cầu thủ nữa. Và mình nghĩ là với cái sự yêu mến cũng như là mến mộ cái tài năng của các cầu thủ như là Lê Phạm Thành Long hay là như Văn Thanh thì mình nghĩ hai cầu thủ này khả năng rất cao là không thể đi được. Đấy. Có thể là mượn những cầu thủ khác Đấy, nhưng mà cũng rất là khó. Và huấn luyện viên công ngô Cun thì hiện nay cũng đang tính toán lại về mặt nhân sự. Chứ không phải cứ ai đá vị trí hậu vệ phải trước đây thì sẽ tiếp tục đá vị trí hậu vệ phải. Ông bắt đầu thay đổi rồi. Chúng ta nhìn thấy là Ví dụ như là Xuân Nam, một tiền đạo thì đã được kéo về đá ở vị trí tiền vệ phóng ngự, tiền vệ trung tâm. Hay là như Hồ Tấn Tài đang vị trí hậu vệ bên phải được đôn lên đá vị trí tiền vệ. Đấy và cũng có thể Lê Phạm Thành Long được kéo về đá vị trí hậu vệ bên phải. Thì ở đây là chúng ta sẽ sẽ phải chờ. Sau những cái gì xảy ra vừa rồi khi mà mình nói và đôi khi các bạn không hiểu được hết. Cho nên mình rất là xin phép các bạn để bảo vệ cũng như là để tự vệ thì mình uh, xin phép các bạn là từ bây giờ mình sẽ nói nó sẽ gãy gọn hơn và mình sẽ nói theo cái kiểu là nó cũng phải mang tính giàu đón hơn chút chứ không thể uh, không thể có bất cứ một cái uh, kiểu nói mà cứ tưởng như mọi người nghe mọi người hiểu đến chiều ngày hôm nay mình vẫn còn nhận được rất là nhiều những cái thông tin những cái comment thực sự là những comment là mình rất là buồn đó nhưng không sao cả mình uh, mọi thứ mình sẽ cố gắng ok à thực sự mà nói là về cuộc sống bây giờ ấy, thì bùi tiến dũng sẽ không phù hợp ở hoàng gia lai đâu bởi vì các bạn biết là hiện nay thì bùi tiến dũng có vợ và có con à, con bùi tiến dũng thì đúng hôm đám cưới của đoàn văn hậu thì đúng cái thời điểm đấy là bạn ấy bạn ấy có làm tổ chức cái, cái sinh nhật một tuổi cho và mình cũng xin phép là được chia sẻ với mọi người uh, những cái thông tin như vậy để các bạn nắm được chứ nó không đơn giản là mọi người cứ nghĩ là khi các ông bầu đã đồng ý thì điều đấy có nghĩa là cầu thủ cũng đồng ý mình nghĩ không phải như vậy đâu mà các cầu thủ uh, nếu như các đội bóng muốn họ phải đàm phán lại bởi vì khi họ về hà nội thì họ sẽ tính kiểu khác khi về gia lai họ tính kiểu khác đây cũng là một cái thông tin khá là khá là gây tranh cãi nhưng mà mình nghĩ là nó mới chỉ là cái ý tưởng ban đầu thôi nếu như có thì nó chỉ là ý tưởng ban đầu của hoàng gia lai thôi Theo mình nghĩ là cũng phải rất là cân nhắc chứ bây giờ đi mượn lại mượn toàn là những cầu thủ như kiểu lê phạm thành long hay là như văn thanh thì nghe cũng hơi đường đột kìa. mặc dù biết như thế là bây giờ nói thật với các bạn là những cái thông tin về hoàng gia lai bây giờ nhiều lắm ví dụ như là câu chuyện là sẽ đổi uh, quốc việt lấy uh, uh, xuân trường đấy tức là quốc việt thì là người hải phòng không đó thì đưa quốc việt về lại hải phòng và 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 lấy được xuân trường về sớm tức là ngay trong cái giai đoạn 2 của mùa giải năm nay thực sự là có nhiều thông tin lắm các bạn ạ còn à, công phượng thì mình cũng nghe nói là có vẻ như mọi thứ cũng đã xuôi xuôi rồi đó, có vẻ thôi nha các bạn nhé mọi thứ đã đã xuôi xuôi rồi bạn thơ bùi có nói là cảm ơn minh hải đã có những thông tin chính xác kịp thời Uh, kịp làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của mọi người chúc minh hải mạnh khỏe có nhiều thông tin cho người hâm mộ bây giờ thì em sẽ phải xin phép là phải nói rất là thẳng thắn và rất là chia sẻ với mọi người và cũng không dám phát triển ý quá nhiều đâu đấy ví dụ như là trường hợp của công phượng là em chỉ nói như vậy thôi chứ không thể nói sâu hơn được vì nói sâu hơn nhiều khi các bạn cũng rất là khổ hôm nay có một bạn nói với mình mình cũng thấy hay đấy là minh hải ơi minh hải uh, có thể chạy với cái hàng chữ ở phía dưới đó là những cái thông tin mà Minh Hải chia sẻ thì nó chỉ là những cái thông tin mà nó đúng trong giai đoạn này thôi Còn uh, giai đoạn sau thì bởi vì thông tin thời sự nó phải là cập nhật chứ Đúng không mọi người Đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn Bạn uh, Tất nhiên là các bạn có thể quan tâm đến Văn Thanh, các bạn có thể quan tâm đến Bùi Tiến Dũng Các bạn có thể quan tâm đến Hoàng Gia Lai, cũng có thể là bạn quan tâm đến Công Phượng Hoặc là các bạn không quan tâm đến bất cứ một ai Đấy, ví dụ như là các bạn có thể là cổ động viên của Bình Định thì hôm nay Bình Định lại đổi tên rồi đúng không? ạ? lại thành Maryland Bình Định, à, Maryland Quy Nhơn Bình Định rồi tức là lần thứ ba kể kể từ khi họ bắt đầu uh, thay đổi tên từ uh, Topland Bình Định sang thành Quy Nhơn Bình Định và bây giờ là Maryland Quy Nhơn Bình Định rồi uh, nói chung là nhiều Hoàng Gia Lai thì cũng đã đổi tên thành công rồi và à câu chuyện về uh, câu bộ Thành Phố Hồ Chí Minh các đội thành phố hồ chí minh thì họ đã trả tiền lót tay rồi tức là cái trả tiền lót tay tiền lót tay của cầu thủ thì họ nợ hai giai đoạn một giai đoạn là cái mùa 2023 và cái mùa 2024 tức là 2023-2024 thì họ đã trả hết cái khoản tiền đó rồi còn lại là chỉ còn một khoản tiền mình nghĩ là cũng không phải là quá lớn đó và họ sẽ hứa là sẽ triển khai để giải ngân trong thời gian tới đây đó, và các cầu thủ của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng cảm thấy tương đối là vui và bây giờ thì họ đang cố gắng xúc tiến để giúp cho câu lạc bộ sớm có được huấn luyện viên trưởng. Anh Phùng Thanh Phương được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền đấy nha các bạn nhé. Bạn Hậu Nguyễn nói là anh Hải anh hỏi Minh Hải cho anh biết tại sao năm 2018 U23 Việt Nam được giải hạng nhì U23 châu Á sao không được dự Olympic vậy em? Theo như em biết thì là cái vòng chung kết U23 châu Á đấy nó không phải là vòng loại của Olympic. Theo như em biết thì nó là như thế. Bạn Jenny có hỏi là mỗi sông Lam Nghệ An là không đổi tên được đúng không anh Minh Hải? Mình cũng không rõ thực ra thì về mặt cơ bản là đội nào cũng có thể thay đổi được tên mà nhưng mà hiện nay là là sông lam nghệ an là vẫn từ xưa đến nay là chưa đổi tên tí nào bạn xk đức có nói là anh hải cứ hay nặng nề vấn đề đưa tin trước hay là ăn cắp thông tin nhỉ không mình không nặng nề câu chuyện đó mình chỉ giải thích cho mọi người để mọi người hiểu thôi bởi vì nói thật là mình bị oan đúng không mình bị oan và rất nhiều người từ những cái bị oan đấy bôi nhọ cái uy tín của mình thì mình phải nó là uy tín của mình cho nên là mình phải bảo vệ nó, cái đấy là chắc chắn. Mình có thể đóng cửa, mình không làm chương trình này nữa, mình có thể là không làm báo nữa. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa là mình để cho người ta có thể chà đạp lên cái lên cái tự tôn nghề nghiệp của mình. Cho nên là các bạn, các bạn đừng nói một cách đơn giản các bạn có thể chê rất nhiều thứ ở mình nhưng nếu mà các bạn nói là mình bịa tin rồi nói tin sai hoặc là thế này thế kia là mình không đồng ý đúng không các bạn có thể nói là minh hải xử lý thông tin chưa hay hoặc là ông rất là kém cho cái việc ông xử lý thông tin mình chấp nhận cái điều đấy nhưng nếu mà mọi người mà vu cho mình cái 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 những cái, cái, cái tội rất là nặng đối với bọn mình thì cái chuyện bịa tin là cái trộn cái tội cực kỳ nặng nó là cái đạo đức nghề nghiệp rồi đó Bạn Kê Nguyễn nói là sao hôm nay mình like không được hả Minh Hải? Vẫn like được đấy chứ bác. Các bác ai chưa like, các bác cứ like cho em. Các bác cứ thoải mái đi, có vấn đề gì đâu. Chúng ta bây giờ sẽ không nói về giá trị về mặt thông tin nữa. Bởi vì là tất cả những người mắng mình ngày hôm nay, kể cả là một số báo. Đấy. Mình cũng được một số anh em cũng nói lại về cái chuyện báo này báo kia. Mình sẽ cho họ biết thế nào là việt vị. Bởi vì là sau khi phí Nguyễn nhập tịch thành công, mình sẽ có cách để xác minh 100% cho các bạn biết là cái thông tin này nó có đúng hay không. Bạn là Hoàng Phạm Vlog có nói là anh bao giờ nghĩ Xuân Trường còn cơ hội quay trở lại đội tuyển quốc gia hay không? Mình nghĩ là hoàn toàn có thể. Mình khẳng định luôn với các bạn là hoàn toàn có thể. Mình vẫn đánh giá Xuân Trường là một cầu thủ giỏi. Bạn là Thanh Nguyên có nói là không phải là Minh Hải bị oan mà khán giả của Minh Hải nhiều bạn bị hạn chế hiểu biết hạn chế. Em cũng uh, xin phép là uh, cũng sẽ chia sẻ với mọi người theo đúng như những cái gì mà em cảm nhận và em 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 biết thôi. Uh, xin được tạm biệt bạn Hợp Nguyễn. Bạn Kiên Nguyễn có hỏi là ngày mai anh Hải vẫn làm chương trình bạn hỏi Vlog Minh Hải trả lời chứ ạ? À? Các bạn có thích mình làm chương trình bạn hỏi Vlog Minh Hải trả lời vào sáng ngày mai không? nếu các bạn muốn thì lát nữa mình sẽ post để mình uh, lấy câu hỏi thì uh, trưa ngày mai mình sẽ trả lời các bạn các bạn cứ thoải mái đi bây giờ mình hỏi các bạn là các bạn có muốn uh, xem chương trình bạn hỏi vlog minh hải đáp không nếu các bạn muốn thì trưa ngày mai mình phát luôn thì uh, lát nữa mình sẽ post câu hỏi lên để cho các bạn đặt câu hỏi mình sẽ lấy uh, mình sẽ nhận câu hỏi của các bạn ở bên page nếu các bạn muốn thì uh, ok vì chương trình này thực sự là khi nói về Bùi Tiến Dung, Văn Thanh, Công Phượng, Hoàng Gia Lai, Bầu Đức hay là nói đến bất cứ một ai thì là phục vụ cái nhu cầu của các bạn thôi. Cũng đều là những cái mà các bạn đề nghị thôi. Nếu các bạn đồng ý thì mình sẽ làm. Các bạn thích vào thứ bảy cũng được, thích vào chủ nhật cũng được. Thậm chí là các bạn thích cả chủ nhật và thứ bảy mình cũng ok. Không vấn đề gì cả. Cảm ơn bác Bình Trần rất nhiều. Ai nói gì thì nói mình tin Minh Hải là số 1 không có không có người thứ hai đâu cảm ơn bác rất là nhiều em sẽ cố gắng hết sức cảm ơn mọi người rất là nhiều thôi bây giờ chúng ta nói chuyện khác nhá không nói chuyện này nữa bạn là chí cường lê có nói là minh hải đưa tin rất chính xác và nhanh chóng còn chuyện sáng trả chiều nộp là chuyện bình thường thực ra là đến ngày hôm nay mình vẫn biết là bạn ấy vẫn chưa xong mà Thực sự mà nói là đến ngày hôm nay mình vẫn biết là bạn ấy chưa xong. Còn buổi chiều ngày hôm nay thì mình không biết là, là là mọi thứ nó diễn ra như nào. Nhưng mà buổi trưa ngày hôm nay khi mà mình chuẩn bị lên sóng, mình kiểm tra thì bạn ấy vẫn chưa nộp. Tức là được trả về nhưng vẫn chưa nộp. Bạn sách Nguyễn Thị có nói là suy nghĩ khác nhau nên có nhiều người cũng không hiểu hết ý của Minh Hải. Nên không sao đâu mọi người hiểu mà Hải ơi. Ôi, ôi em nói thật với các bác chứ chiều ngày hôm nay rất nhiều những cái câu nói nó cũng nặng nề lắm em buồn mà các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra em trả lời nhá kiên Nguyệt cảm ơn anh hải anh làm chương trình bạn hỏi vlog minh hải trả lời đi ạ à. chúc anh nhiều sức khỏe à. mang lại nhiều thông tin nóng cho người hâm mộ ok thế thì lát nữa nhá sau khi chương trình này xuống sóng xong em sẽ post chương trình em sẽ post một cái lên để để trả lời mọi người trưa ngày mai em sẽ trả lời mọi người cho nó ổn bạn felix yang có nói là hôm nọ thấy người hôm nọ thấy người giống anh đá ở sân bóng hải trì hà đông không biết có phải không? Em mà thấy anh đá bóng, định xin chụp kiểu ảnh. Cùng anh có đồng ý không ạ? À? Tại vì tại sợ anh vì anh ngại ạ, à? không. Đúng là mình đá sân Hà Trì. Mình là người đá sân Hà Trì đấy bạn Felix Yang. Bạn cứ vào thoải mái chụp ảnh tẹt ga, có vấn đề gì đâu. OK cảm ơn mọi người rất là nhiều thôi chúng ta không nói về câu chuyện này nữa nhá chúng ta không nói về câu chuyện uh, liên quan đến uh, vụ ấy nữa không không nói về vụ uh, vụ 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 uh, Philip Nguyễn nữa nói thế nó dài quá nó mất hay <laughs> bạn à, minh sĩ nguyễn có hỏi là anh có nói một chút về trận đấu về thanh hóa được không à bạn muốn mình nói về cái khía cạnh nào thì mới được chứ ngày mai là ngày mùng 2 sẽ diễn ra hai trận đó là trận sông lam nghệ an gặp quảng nam đây cũng là một trận đấu rất là đáng xem trận đấu này là trận đấu mà mình nghĩ là nó sẽ nó sẽ là sự trở về của một vài những người rất là quan trọng đó là anh Văn Sĩ Sơn hiện nay đang là huấn luyện viên trưởng của đội Quảng Nam và thứ hai là Đình Bắc các bạn nhớ không Đình Bắc đã bị sông Lam An loại vì bạn ấy cho rằng bạn ấy quá nhỏ nhưng mà bây giờ bạn là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của chúng ta trận đấu thứ hai sẽ là trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ là đội Khánh Hòa sẽ gặp đội Thanh Hóa mình nghĩ là trận đấu này là trận đấu quá là quá là hơi 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 khó để chúng ta có thể đoán được đúng không ạ. Như mình vẫn đánh giá thanh hóa cao hơn một chút. Khánh Hòa thì phải nói là họ cũng đáng khá có nhiều cái khá là đáng tiếc. Một trong những cái vấn đề của họ đấy là sự không ổn định về mặt tài chính. Bạn Thái Quang nói là xin hỏi anh Hải có phải ông Park sắp về Việt Nam không hay chỉ là tin ảo thôi? Sắp về Việt Nam ý bạn là sao? mình mình không hiểu uh, mình không hiểu bạn nói là về Việt Nam là sao ông thì ông vẫn về Việt Nam mà còn về Việt Nam làm thì đến bây giờ là không có thông tin gì cả Hằng uh, Thanh Anh Hải đã từng trên sân Hoàng Mai chưa ạ à? sân Hoàng Mai mình đến nhiều chứ mình đá bóng ở đấy cũng nhiều rồi mình chơi uh, mình đến xem HPL cũng nhiều mà các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra cho mình đi để mình trả lời Lúc mà các bạn được đặt câu hỏi thì các bạn không đặt. Sau này lúc mà mọi người mình đang làm chương trình thì các bạn lại yêu cầu là làm chương trình bạn hỏi Vlog Minh Hải đã đáp. Chiến nguyện của là Minh Hải tuần làm hai lần giải Hoàng Anh đi. Mình không làm giải Hoàng Anh. Mình sẽ không làm giải quốc tế đâu. Thật sự là giải quốc tế làm nó rất là nguy. Bởi vì nó liên quan đến bản quyền ở phần sau mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn còn bây giờ thì mình vẫn chia sẻ với các bạn những sản phẩm mà mình luôn khuyến khích các bạn nên dùng đó là cao ba long sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới đó là đông trùng ngoại thảo một sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ đó là yến kiều trưng đông trùng ngoại thảo một sản phẩm giúp chúng ta khôi phục lại thể lực và tăng cường sức đề kháng cái này đặc biệt tốt cho những người mà đang chăm sóc sức khỏe vì bệnh tật hoặc là mới bình phục bệnh tật đó, và những người mà hiện nay đang phải lao động rất là vất vả bị suy nhược cơ thể đó thì nếu uh, là đấy đây đều là những sản phẩm rất là tốt các bạn biết rồi là yến xào mà nó còn trưng với đông trùng hạ thảo thì nó tốt biết chừng nào đúng không ạ đấy nhưng mà nó chỉ dùng cho người trên 12 tuổi thôi còn dưới 12 tuổi chúng ta có yến kiều kít đây là bổ thận của dược quý đường một sản phẩm luôn luôn bên cạnh các quý ông để giúp cho các quý ông uh, hồi sinh cái ham muốn của phái mạnh các bạn biết là tỷ lệ yếu sinh lý hiện nay thì đang được trẻ hóa và ngày càng tăng cao. Biểu hiện của yếu sinh lý thì nó ngày càng đa dạng. Nó đa dạng như chính là những cái hệ lụy của nó mang đến cho cơ thể con người vậy. Bổ thận của dược quý đường là giúp bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực và cải thiện sinh lý cho nam giới. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây toàn là những dược liệu rất quý là bạch tật lê. Nó tăng hàm lượng testosterone trong máu và đây chính là cái tăng cái cái môn kích thích cái ham muốn của chúng ta. Còn nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, cao ba long, kỳ tử và ba kích nó sẽ phối hợp với nhau để giúp cho cái ham muốn chúng ta được thực hiện một cách tốt nhất. Các bạn nhớ ngày uống hai lần, mỗi lần từ 2 đến 3 viên và sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng và các bạn nhớ có duy trì. Mình đảm bảo với các bạn là hiệu quả rất là bền vững, sung mãn tuyệt vời, tràn trề sinh lực, cuộc yêu thăng hoa, hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn. Có một cụm từ mà mình luôn mong các bạn để ý đó là bền vững nhờ cơ chế nội sinh tức là nội là bên trong sinh là sinh ra là sinh ra từ bên trong tức là cái đông trùng cái bổ thận của dược quý đường này nó sẽ hỗ trợ chúng ta để sinh ra những cái chất ở từ bên trong chứ là cái cơ thể của chúng ta nó sẽ được đáp ứng bằng đúng những cái chất mà cơ thể được sinh ra nó phù hợp 100% với cơ địa cho nên cực kỳ an toàn đấy là lý do vì sao chúng mình nói với các bạn là tốt từ gốc và bổ từ trong là như vậy số điện thoại mình để trên logo 024 02477778877 và website là đông á shop vn Cảm ơn mọi người rất là nhiều Bây giờ thì mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra Mình sẽ trả lời thêm khoảng tầm 10 đến 15 phút nữa Bạn Dũng Nguyễn có nói là học viện Của ông Park như nào rồi Hải Nói thật luôn là đến bây giờ em cũng chưa nắm được Cái kế hoạch hoạt động cụ thể Bạn Bang công Có nói là Thanh Minh làm gì Những người không biết bóng đá Minh Hải nói quá chuẩn em cảm ơn mọi người Minh Hải ơi, có loại nào có loại nào bồi bổ cho các cầu thủ nhí U12 không? Nhiều lắm các bạn ạ. Yến yến kiều kit là một trong những cái đó. Yến kiều kit là sử dụng là rất chuẩn luôn nha các anh chị. Mọi người đang hỏi về uh, câu chuyện liên quan đến uh, Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai. Mình nói luôn là vào thời điểm này thì Hoàng Anh Gia Lai rất yếu. Hoàng Gia Lai mất uh, hai cầu thủ quan trọng đó là Martin và Đinh Thanh Bình. Đấy, các bạn biết là trải ở trên khắp các vị trí thật sự cũng là một điều rất là khó khăn. Mặc dù có John Clay rồi nhưng lại mất Đinh Thanh Bình. Đấy và các bạn biết là Hoàng Gia Lai bây giờ họ cũng đang rất là cần người. Hồng Ngô cô rất tin. Cô rất thích thông tin của Minh Hải Chúc cháu nhiều sức khỏe để phục vụ mọi người Cháu cảm ơn cô rất nhiều Bạn Nguyễn Anh Dũng của nói là công an là đội của công an Mà sao lắm tiền vậy Là sao hả bạn Thế bây giờ là, là thể công là của quân đội Thì sao cũng lắm tiền vậy Thực ra là họ chạy tài trợ tốt Bạn Hà Trung Dũng của nó là Minh Hải đừng cổ suý cho những cầu thủ nam ra nước ngoài thi đấu làm mất thời gian có ai thành công đâu nếu như bây giờ mà không đi thì đến bao giờ mới đi ạ à? nếu bây giờ mà chúng ta không tiếp tục thì bao giờ mới thành công mình nói với các bạn là cái câu chuyện không phải là chúng ta ngăn cầu thủ của chúng ta ra nước ngoài thi đấu mà chúng ta nên khuyến khích họ ra nước ngoài thi đấu nhưng họ phải đến cái quốc gia nó phù hợp với khả năng của họ bạn nga russia à, nga russia có nói là Minh Hải ơi, anh hùng bàn phím ở Việt Nam ghê lắm khi thông tin chưa phát ngôn nên im lặng. Các anh hùng bàn phím, bàn phím cắt ghép ghê lắm. Chúc Minh Hải mạnh khỏe. Đem nhiều thông tin chính khác cho người hâm mộ em chả có vấn đề gì đâu mà. Nói thật luôn là rất đơn giản. Bạn heo gầy của nó là em rất thích tin tức của anh nhưng nghe rất nhiều về việc block. Cuộc sống có rất nhiều người nói mà không đúng ý mình. Và những câu nói là mình khó nghe thì thôi lặng lẽ block thay vì đi thì hay hơn Ok Mình đồng ý luôn Từ bây giờ mình sẽ áp dụng cái đó Thật sự là nhiều khi cũng buồn lắm Anh em nhiều khi cũng hỏi là anh ơi có phải anh đã block em rồi không Thật sự là cũng khổ tâm lắm ấy chứ Anh Tuấn có nói là tình hình áo đấu mới của đội tuyển Việt Nam sao rồi anh Hải Theo như mình biết thông tin đến ngày hôm nay thì Yoga Bola là đã có lợi thế và thực sự là chưa ký thôi nhưng mà nghe nói là bảo các bên đã ok hết rồi Yoga Bola khả năng rất là cao sẽ trở thành nhà tài trợ cho áo đấu của đội tuyển Việt Nam Bạn Tuấn Nguyên có nói là anh Hải ơi giờ em mới đi làm về À, em mới vào xem anh nói về Hoàng Anh Gia Lai, về lứa khóa đầu, có về thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai không? Đấy là kế hoạch của Bầu Đức và đấy cũng là niềm mơ ước của rất nhiều người. Nhưng mà mình nghĩ điều này là rất khó. Điều này là rất là khó. Bởi vì một mình Bầu Đức là không quyết định được. Các đối tác của họ cũng không không quyết định được. Bạn... À... Search Finder có nói là nếu block thì đâu nhắn được nữa mà còn hỏi đã block chưa? Ôi họ inbox mình, họ hỏi, họ gọi điện, nói chung là nhiều cách mà bạn. Bạn cờ vua thiên tài có hỏi là cho em hỏi tại sao vòng này sử dụng có hai xe va trong khi có 4 xe không dùng thì để làm gì nữa phí quá? Hiện nay Việt Nam chúng ta mới chỉ có hai xe va là được sử dụng thôi các bạn nhé. Có hai xe va là đủ điều kiện lưu hành thôi. Hiền Đinh của nó là theo mình thì một thủ môn Bùi Tiến Dũng về Hoàng Gia Lai sẽ tốt cho Bùi Tiến Dũng nhà báo nghĩ sao? Mình nghĩ là như vậy. Với những cầu thủ như là Bùi Tiến Dũng thì mình nghĩ là bạn ấy cứ đi đến chỗ nào mà có cơ hội thi đấu là tốt hết. Bởi vì mình nói thật luôn là những người như là Bùi Tiến Dũng ấy là rất cần có một cơ hội để tỏa sáng trở lại. Bạn Hải Trần có nói là chú ơi cháu nghĩ Hoàng Gia nên mời thông lao hoặc đu xít tham gia vào ban huấn luyện để tập luyện cho các tiền vệ cũng như là tìm một trợ lý phân tích hình ảnh giống như kiểu Kim Tê min mùa 2021. Kim Tê min giỏi lắm đó nha. Anh Kim Tê min hay đấy bạn phấn phạm thị có nói là nhà báo dự đoán tỷ số về trận hồng lĩnh hà tĩnh gặp uh, nam định à, anh vũ hồng việt kể từ khi cầm đội uh, cầm đội uh, nam định thì chưa thua hồng lĩnh hà tĩnh bạn hoàng yến hỏi là chú bệnh hả không mình không sao mình bình thường đấy chứ bạn Jay Lower có nói là mình nghĩ liên đoàn, của đoàn việt nam nên chọn puma để chất lượng áo đấu của đội tuyển việt nam tốt hơn thay vì chọn zogabola không hiểu sao Liên đoàn lại chọn Yoga Bola anh Hải nghĩ sao? À mình cũng khẳng định luôn với các bạn là Puma cũng đã từng lên uh, Liên đoàn để đàm phán rồi. Chính mình gặp lại uh, lãnh đạo của đại diện của Puma ở Liên đoàn bóng Việt Nam. Nhưng mà cũng xin được chia sẻ với mọi người luôn là nó còn liên quan đến cái giá trị của hợp đồng. Nó ngoài là một cái bộ quần áo ra nó còn là giá trị đi kèm. Ví dụ như là One Sport họ ký bản hợp đồng 5 năm là 5 năm đấy họ giảm mình 5 triệu đô. Tức là trên 100 tỷ đồng đúng không ạ Chứ là mình nghĩ là với cả cái thứ hai nữa là các bạn cũng không phải lo lắng quá đâu, bởi vì là cái cái chất lượng người ta sẽ yêu cầu cái chất lượng. bạn tô vượng nói anh nghĩ sao nếu VFF mời thầy Park làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam khi vị trí này đang chưa qua làm huấn luyện viên, mình nói thẳng luôn là thầy Park không thể làm huấn luyện viên trưởng đội nữ được, khó lắm. làm huấn luyện viên trưởng đội nữ phải làm người đi theo họ từ đầu đến cuối, bởi vì các chị em phụ nữ nó phức tạp hơn. Hiện nay thì uh, theo như thông tin mình có được Thì khả năng cao là anh uh, Akira Tức là huấn luyện viên đội trẻ của đội tuyển nữ Việt Nam Hoặc là anh Cendric Roger Một trong hai anh đấy sẽ có thể sẽ là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Bạn Mạnh Cường Đào nói Minh Hải ơi làm dâu chăm họ cứ làm đúng thì chẳng sợ gì Không em thì em có sợ gì đâu Em chỉ nói em hơi buồn chút thôi mà Thôi cảm ơn mọi người rất là nhiều nguyễn văn nam chào em hải anh vào like luôn cho em đấy các bạn hãy like luôn cho minh hải nhé cảm ơn mọi người rất nhiều đấy, các bác ai chưa đăng ký các bác cũng nhớ đăng ký cho em cảm ơn uh, mọi người tùng nguyễn đội tuyển mặc áo jugabola thì tốt chứ sao chủ yếu là chất lượng làm ra sao thôi áo jugabola làm ở di lịch thì hơi bị đỉnh mình khẳng định luôn với các bạn là ở đâu người ta có phân khúc này phân khúc kia có thể là các bạn đã từng quen mặc những cái áo phân khúc 100 200 300 thì các bạn thấy nó thế thôi. Nhưng bây giờ các bạn thấy xem, Lining uh, cái bộ của quần áo của Viettel là giá nó 1 triệu đấy. Các bạn mua xem nó còn xịn hơn cả áo đội tuyển quốc gia luôn. Sơn Su có nói là hỏi không bao giờ anh Minh Hải trả lời cả nhỉ. Bạn uh, điện quang có nói là cứ đòi hỏi Puma, Adidas, Nike nhưng ở Việt Nam mình có bán được hàng đâu fan toàn là pha ke thì nhà tài trợ cũng nặng như như nike giai đoạn 2010 2014 đấy nike là từ 2009 rồi bạn nike là bắt đầu từ 2009 hết 2008 là hết uh, hết uh, lightning thì bắt đầu sang 2009 là chúng ta bắt vào là nike như là trong suốt những năm làm việc ở việt nam tức là tài trợ cho đội tuyển việt nam Họ bán được rất ít áo đội tuyển Việt Nam. Áo chính hãng. Bạn trọng đỗ của nó là ông Mai Đức Trung chưa được làm tượng đài nhưng đã có tượng đài trong lòng người hâm mộ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình cũng hy vọng, hy vọng điều đó. Bạn Bình Nguyễn của nó là nhà tài trợ áo đấu hiện tại hết hợp đồng hay họ không tài trợ nữa? Hết hợp đồng mà đã, và không được không không đàm phán để gia hạn thêm được. bạn AVT còn mobi còn nói là anh nghĩ sao nếu như nếu có thể bầu đức làm chủ tịch liên đoàn bóng đá việt nam thực sự mà nói là mình cũng khẳng định luôn với các bạn rồi là ở việt nam của chúng ta nhiều khi các bạn cứ vì yêu mến một ai quá là các bạn cứ đẩy lên những cái vị trí rất là cao mình nghĩ là bầu đức đã hoàn thành cái sứ mệnh của anh ấy với bóng đá việt nam rồi chúng ta đừng bắt anh ấy phải khổ thêm nữa Đấy, anh cũng đã sống bao nhiêu năm trời Tức là anh đã thống kê là trong suốt hơn 20 năm anh làm bóng đá Thì anh đầu tư cho bóng đá khoảng tầm trên 2.000 tỷ rồi Thực sự là anh cũng đã rất là vất vả rồi Bạn uh, Tượng Dũng Phú của nó là Anh rất quý em Cây ngay không sợ chết đứng Ok cảm ơn các bạn rất là nhiều Lê Anh có nói là Madame Pang mà kéo nhiều tài phiệt đến đầu tư cho bóng đá Thái Lan thì cũng chưa chắc đã thành công nhé Hải Vì bên đó họ cũng ganh tị ghen ghét nhau lắm Quan điểm của vlog ngoài đường pit À thì đương nhiên Nhưng mà nếu như mà không có tiền Thì cũng chả bao giờ có được cái gì Đúng không ạ Có nhiều tiền chưa chắc đã thành công Nhưng không có tiền thì mình đảm bảo luôn các bạn là có rất ít Cái cơ hội được thành công Chúng ta đừng nên tiếp cận dưới góc độ như vậy Chúng ta hãy tiếp cận là họ đang làm tốt Họ đang có nhiều tiền, họ đang có nhiều Cái điều kiện tốt để làm còn chúng ta thì chúng ta cũng phải có một cái gì đó Chứ chúng ta đừng có lấy những cái nguyên nhân đó ra Để chúng ta nhiều khi như thế là chúng ta sẽ Sẽ, sẽ rất là chủ quan Chúng ta mất đi cái tính chủ động là nguy hiểm lắm Cảm ơn mọi người rất là nhiều đó Và mình vẫn chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm rất là tốt của Vicento Mình đã từng chia sẻ với các bạn đó. đó ví dụ như là những chiếc áo dạ như này chưa ngày hôm nay có bạn hỏi về chiếc áo dạ thì hôm nay mình sẽ nói kỹ hơn về chiếc áo dạ này. Đây là chiếc áo dạ nó có tên là Star tức là ngôi sao, chất dạ này phong cách rất là thời trang, châu Âu hiện đại, mới lạ. Đấy, cực kỳ năng động và khỏe khoắn. Nhìn nó rất là lịch sự nhưng lại rất là năng động các bạn thấy không? Đấy, khi mà các bạn cần là các bạn mặc một chiếc áo phông hoặc một chiếc áo sơ mi, một chiếc áo thun là đã là cực kỳ xịn sò rồi. Đấy, nó rất là đẹp, nó có hai màu nhá các bạn nhé bộ sưu tập này có hai màu các bạn thích màu gì cũng được đấy và có hai có có một combo nếu các bạn mua một chiếc áo này thì sau khi giảm giá còn là 1 triệu 398 nghìn Còn nếu các bạn mua với một cái combo nữa Đó là chiếc áo Vicento Light Thì là 550 nghìn Và tổng hai combo này chỉ là 1 triệu 948 nghìn Các bạn sẽ được giảm giá các bạn nhé Còn à, các bạn thích thì các bạn alo đến số 0889 Đấy, mình nói là đây là một cái sản phẩm mà các bạn có thể uh, mua để cho bản thân sử dụng, nó rất là ấm. Thứ hai nữa là các bạn có thể mua tặng bố mẹ, tặng bố, đấy, tặng anh, tặng sếp, tặng thầy, tặng đối tác, đó. Nói chung là nó rất là tuyệt vời. Và ở trên cái lớp dạ này này, nó có một cái chức năng kháng nước, ví dụ như là trời hơi mưa bay 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 một tí ấy. là từng cái giọt nước nó tròn trong nó sẽ đậu ngay ở trên chính cái 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 vải của cái vải này đó cái cái cái, cái vải dạ này nhìn trông nó rất là đẹp và các bạn chỉ cần vuốt phát là nó bay hết nó không ngấm vào trong các bạn nhá thực sự là rất là xịn ngoài ra thì ở số điện thoại vicento vn các bạn tự có thể làm những cái combo cho mình ví dụ các bạn thích một chiếc áo phông một chiếc thích một chiếc áo khoác hoặc là một chiếc áo sơ mi các bạn tự làm cho mình có combo sau đó là các các chuyên gia của Vicento sẽ báo lại cho các bạn cái mức giảm giá cũng như là những cái món quà. Nói chung là tất cả những cái này đều được thiết kế ra để phục vụ cho chính các bạn. Các bạn nhớ nhá. Đấy còn nếu các bạn đến uh, 240 ký mã thì các bạn nhớ đọc pass Vlog Minh Hải để được giảm giá từ 30 đến 70% trên tổng hóa đơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn La Anh Tú có nói là chú Hải ơi Chú có thấy đội tuyển Việt Nam mình muốn vươn tầm ra khỏi khu vực Đông Nam Á thì cái cần cải thiện là thể lực, sức dướn và cách dứt điểm. Chú thấy ý của cháu sao ạ? À? Giống như Verratti và Insigne họ có to đâu ạ. À? Thực ra thì uh, nó có một số những cái uh, có một số những cái khó khăn. Ví dụ như là các bạn nói đúng nhưng mà cả thế giới này chỉ có một mình Marco Verratti thôi đúng không? giống như cả thế giới này cũng chỉ có một mình một người như Messi thôi, một người như Diego Maradona thôi. Diego Maradona ngày xưa mà bây giờ đến bây giờ mà chơi bóng thì không biết là sẽ như thế nào. đó. thì mình phải nói với các bạn là như vậy. còn mình đảm bảo với các bạn là bóng đá Việt Nam chúng ta thiếu tất cả. chúng ta thiếu thể lực, chúng ta thiếu thể hình, chúng ta thiếu kỹ thuật, chúng ta thiếu cái tư duy chiến thuật, chúng ta thiếu nhiều thứ lắm. Bởi vì chúng ta đang so sánh với những nền bóng đá hàng đầu châu Á mà chúng ta đang tụt hậu như thế này thì đương nhiên là họ sẽ hơn chúng ta về mọi mặt. Đấy, phải chúng ta phải chăm chút từng bữa ăn từ buổi tập thì nó mới tốt được. Bạn Lê Quốc Đảm Quốc Cảm Lê vào là like cho Minh Hải liền quen rồi, cảm ơn bác rất là nhiều, một thói quen tốt, các bác nhớ giữ gìn cho em. Còi giúp của nó là Minh Hải Cô thì thích tin của Minh Hải Còn mình là người của công chúng Cứ làm theo cái tâm và cái nghề của mình thôi Minh Hải ơi Dạ vâng ạ Cháu cảm ơn cô Cảm ơn mọi người rất nhiều Minh Hải cũng sẽ cố gắng hết sức Nói chung là sẽ cố gắng đảm bảo là như vậy Hậu nguyện của nó là anh muốn mua ổ điện Để có chữ ký của em cho anh xin số điện thoại của em nhé Chủ yếu là có chữ ký của Vlog Minh Hải là ok Anh cứ alo đến số này cho em 0889333300. Anh mua hai ổ điện thôi là các anh sẽ có một cái ví da cá uh, ví da bò có chữ ký của em. Cái uh, cái ổ cắm điện này một cái là giá nó chỉ là là 489 000 nhưng các bạn mua hai chiếc thì giá nó là 968 000 Như các bạn sẽ được một cái được tặng một cái uh, ví da bò có chữ ký của em. Bạn Lê Huy Nam của nó là Anh Hải ơi thấy bảo ông Philip sẽ gọi trở lại Văn Hậu và Quang Hải được tới à Văn Hậu thì mình không dám chắc Bởi vì Văn Hậu uh, theo thông tin của mình từ công an Hà Nội Thì bạn ấy vẫn đang bị đau Khó có thể qua lại được Còn uh, Quang Hải thì khả năng cao là ok Bây giờ bạn đấy 100% ok rồi mà Thôi cảm ơn mọi người rất là nhiều uh, Các bạn lát nữa các bạn kéo sang pet nhá Mình sẽ nhận câu hỏi để uh, ngày mai Chúng ta sẽ có chương trình bạn hỏi vlog mình hải đáp Cảm ơn các bạn rất nhiều bây giờ thì minh hải xin được kính chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình